Chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận xã hội quan tâm. Thưa quý vị, mưa lớn đang diễn ra trên diện rộng ở Thừa Thiên Huế khiến nhiều nơi ngập lụt. Tại huyện Phong Điền, hàng loạt tuyến đường bị ngập, một số nơi bị chia cắt, học sinh phải nghỉ học. Theo đài khí tượng Thủy Văn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 24 giờ qua, tại tỉnh này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trên toàn tỉnh phổ biến từ 60 đến 110 mm. Tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các địa phương theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, chỉ đạo giả soát phương án sơ tán nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ quét ngập sâu phòng chống ngập úng đô thị đồng thời bố trí lực lượng kiểm soát hỗ trợ hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông nhất là quang ngầm tràn khu vực bị ngập sâu nước chảy xiết cấm đường khu vực nguy cơ rất cao xảy ra sạt trượt không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, công an tỉnh, các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. Trên địa bàn phường Nghi Hương thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An vừa xảy ra sự việc gây xôn xao dư luận khi một người lạ gọi điện đến giới thiệu là phụ huynh để xin đón học sinh tại trường tiểu học Nghi Hương. Trên mạng xã hội lan truyền đoạn thông tin chia sẻ của một cô giáo chủ nhiệm lớp 3 Trường Tiểu học Nghi Hương, thị xác cửa lò cho biết, vào sáng ngày 11 tháng 10, cô nhận được nhiều cuộc gọi từ dãy số 0275 888 9989 và 0208 888 9981, giới thiệu là bố của em PC lớp 3 và xin cô giáo cho đón cháu C về sớm vì nhà có việc. Cô giáo thông báo không ở trường nên dặn phụ huynh đến trường thì vào trong lớp rồi xin cô giáo cho cháu về. Tuy nhiên, đến gần 10 giờ cùng ngày, vẫn không thấy phụ huynh nào đến đón cô giáo chủ nhiệm gọi điện vào số của mẹ cháu PC thì mới tá hỏa khi biết bố cháu đang ở nước ngoài, gia đình không có việc gì và cũng không xin đón cháu. Sự việc đã khiến giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh hoang mang lo lắng. Hiện công an phường Nghi Hương, công an thị xã Cửa Lò đã đến trường làm việc để điều tra làm rõ vụ việc này. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt phá nhóm đối tượng có hành vi mua bán người qua biên giới. Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Như Ý, sinh năm 1997, quê An Giang, Lương Xuân Đại, sinh năm 1976, quê Yên Bái và Nguyễn Quốc Vũ, sinh năm 1996, quê An Giang. Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này quảng cáo tìm người làm việc nhẹ lương cao để dụ dỗ người dân. Sau khi các nạn nhân sập bẫy, nhóm này tổ chức đưa các nạn nhân đến cửa khẩu biên giới để bán vào các công ty lừa đảo với giá từ 20 đến 30 triệu đồng một người để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy. Nhóm người này còn thực hiện nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một. Đêm qua trên địa bàn phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra một vụ cháy tại một căn nhà 4 tầng trên đường Nguyễn Khoái, ngọn lửa bốc lên từ hầm để xe của ngôi nhà, may mắn 7 người trong nhà đều đã thoát được ra ngoài. Khoảng 23 giờ ngày 12 tháng 10, tại số 652 Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra vụ cháy. Thời điểm này trong nhà có 5 người thì 4 người tự thoát ra được, còn một người bị mắc kẹt trên tầng 4. Cảnh sát sau đó đã giải cứu được người còn lại an toàn. Sau khoảng 20 phút đám cháy được dập tắt, diện tích cháy khoảng 60 mét vuông, bao gồm toàn bộ tầng 1 và tầng lửng của căn nhà. Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra cháy, đám cháy gây khói bốc lên căn nhà liền kề, đã có hai người chạy thoát xuống an toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ. Sáng sáng nay trên đường 30 tháng 4 thành phố Vũng Tàu, một xe đầu kéo bất ngờ đâm và tông sập 10 m giải phân cách cứng giữa đường rồi lao vào nhà dân. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay nhưng may mắn không ai bị thương. Tại hiện trường, một phần trước căn nhà số 716 đường 30 tháng 4 bán đồ gia dụng đồ sập, tôn, xà gỗ, gạch nằm ngổn ngang. Trong khi đó, phần đầu xe đầu kéo biển số 50H 14676 bị vỡ hư hỏng nặng nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc